Quý anh chị có số vốn khoảng hơn 1 tỷ đồng, có nhu cầu muốn tìm rẫy, đã có thu nhập ở trên luôn, có thu hoạch luôn. Em Nga có những sản phẩm nhỏ với tài chính vừa tầm hơn 1 tỷ đồng cho quý anh chị. Em Nga giới thiệu đến với quý anh chị sản phẩm ngày hôm nay, một lô sầu riêng xen với cà phê tơ nằm ngay ủy ban xã, nằm ngay trung tâm xã, chỉ cách mặt tiền đường liên xã 200m thôi quý anh chị nhé. 200m đường đất cấp phối thì đến rẫy quý anh chị. Đường đất cấp phối này thì người dân đang góp dần với nhau để chuẩn bị làm đường bê tông, nhân dân và nhà nước cùng làm đấy ạ. Lô rẫy em đã giới thiệu đến với quý anh chị nằm ngay gần khu dân cư như thế này, cách chỉ có 200m thôi là ra khu dân cư, trường trạm, y tế, tiện ích chỉ trong vòng 1 km đến 500m thôi ạ. Lô rẫy của chúng ta có diện tích là 7 sào thực tế và trên bìa chỉ có 6 sào 2. Đã có ao hồ rộng lớn khoảng 1 sào, ôm view cánh đồng ruộng lúa và mương nước bao quanh. Mương nước lớn bao quanh đó quý anh chị. Trên đất thì đã có sầu riêng đang cho thu hoạch xen với cà phê. Mời quý anh chị theo em vào trực tiếp với cái lô rẫy quý anh chị nhé. Chào quý anh chị, em Nga có một cái lô rẫy 7 sào, diện tích thật 7 sào. Trên sổ là 6 sào 2 quý anh chị, có view cánh đồng ruộng lúa bao quanh ở cuối đôi lưỡi này. Trên lô rẫy của chúng ta có một cái hồ rất là lớn, khoảng diện tích đến 1 sào rưỡi. Nhưng mà gia chủ chưa có nhu cầu về ao, cho nên là đang tạm ngăn nước. Tạm ngăn nước, ao ở diện tích đây kéo hết qua bên cái lô rẫy đuôi rẫy này, nhưng mà gia chủ đổ đất ở giữa này để trồng cái bụi chuối đó quý anh chị. Quý anh chị nào mà muốn có ao cá thì mình lại mở cái đường ngăn ra thì nước nó về thành cái hồ. Ở dưới cái nuôi lô rẫy của chúng ta là ôm cái đường mương nước rất là to quý anh chị. Cái ao của gia chủ nằm ở bên cạnh, sâu, rất là sâu. Quý anh chị chỉ cần mở cái đường ngăn ra, nước qua hồ đầy luôn. Ở đây nguồn nước là mênh mông ạ. Tổng diện tích 6 sào, 2 trên bìa, 7 sào, hơn 7 sào là thực tế. Gia chủ có khoảng 150 cây sầu riêng đang cho thu hoạch bói. Và có 700 cây cà phê tơ đang cho thu hoạch. Gia chủ chăm hái sớm cho nên là cà phê đã có trái đây quý anh chị. Cà phê trái sớm ạ. Sầu riêng Thái quý anh chị nhé. Ở đây chất đất đỏ ba gian. Ở trên lô rẫy của chúng ta cũng có một cái giếng nước nữa ạ. Nơi đây nằm gần khu dân cư, cách chỉ có 200m là ra tới khu dân cư thôi ạ. Cách mặt đường liên xã 200m. Lô rẫy của chúng ta đường đi rất thuận lợi, cách thị trấn Chư Sê, cách quốc lộ 14A chỉ có 3 km thôi. Cách sân bay thành phố Pleiku khoảng 41 km ạ. Về tới thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk khoảng 150 cây. Tổng diện tích hơn 7 sào, có 150 cây sầu riêng đang cho thu hoạch bói, cộng với 700 cây cà phê tơ đang cho thu hoạch, một cái ao ôm mương nước view cánh đồng ruộng lúa gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá 1 tỷ 350 triệu. Bao sang tên bị đỡ cho quý anh chị và quý anh chị có quyền được bớt nhẹ ạ. Có được bớt nhẹ thôi quý anh chị nhé.
xung quanh hàng rào là gia chủ kéo bằng thép gai, kín hết vườn rồi. Lô đất của chúng ta rất là vuông vức ạ. Chúng ta đã tiến dần về ngoài mặt tiền đường của cái lô rẫy này quý anh chị nhé. Em sẽ quay rõ cho quý anh chị coi cái mặt tiền đường trước của cái lô rẫy này. Ở đây hết khoảng 200m đường đi cấp phối thì ra tới mặt đường liên xã, và đường đất cấp phối này thì rộng 5m. Đường đất cấp phối này rộng 5m quý anh chị. Cái lô rẫy của chúng ta thì nó có một đoạn đường xấu, nhưng nhà nước và nhân dân đang bàn để có chủ trương làm đường bê tông. Nhà nước và nhân dân cùng làm. Lô rẫy này gần ngay khu dân cư, chỉ có một đoạn đường đi hơi xấu do đường đất cấp phối như thế này, chúng ta có thể khắc phục. Đường đất cấp phối này thì có thể phục hồi quý anh chị. Có một đoạn đường xấu như thế này thôi. Đó, phía trước là mặt tiền đường liên xã. Đường rất là gần, chỉ có hơi xấu một tí thì có thể đổ đường cấp phối. Nhưng mà ở đây đang làm đường bê tông quý anh chị. Đang làm đường bê tông nhé. Mặt tiền đường liên xã là ngoài cái cây bơ kìa. Đó. Chúng ta quay lại với video từ trên cao, quan sát toàn bộ địa thế và tiện ích của cái lô rẫy này trên màn hình Playcam quý anh chị nhé. Lô rẫy của chúng ta nằm ngay khu dân cư đằng sau mặt tiền đường liên xã, quý anh chị nhìn thấy rất là gần, và đuôi là ôm suối, ôm view cánh đồng ruộng lúa bao quanh. Rất đẹp ạ, có ao nước rộng một sào ở dưới đuôi rẫy luôn quý anh chị, rất tiện lợi cho gia chủ nào có nhu cầu làm vườn ao chuồng. Và nó tương lai một cái đặc biệt là đường bê tông sắp làm, cách mặt tiền đường liên xã chỉ có 200m và cách quốc lộ 14A chỉ có 3km thôi. Đi hoàn toàn bằng đường ô tô vô tới rẫy, chỉ có 200m đường đất cấp phối ở trước mặt lô rẫy thôi quý anh chị nhé. Một lô rẫy rất tiềm năng, đang cho kinh doanh luôn, đang cho thu hoạch từ cà phê và bói, thu hoạch bói sầu riêng. Em Nga xin nhắc lại tổng diện tích 7 sào hơn, ao hồ điện nước đầy đủ. Gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá 1 tỷ 350 triệu. Ba sang tên bị đỏ cho quý anh chị và có bớt lọc nhẹ cho quý anh chị nhé. Quý anh chị quan tâm đến cái lô rẫy xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Và nhớ bấm đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những video mới nhất nhé.